Xin chào cả nhà, hôm nay mình mới về một chiếc điện thoại, đó là chiếc điện thoại Kyocera Game Phone K110. Ở đây là bên ngoài của chiếc hộp điện thoại của ngày hôm nay. Tất cả tính năng đều được viết trên hộp này, như có màn hình 2.8, đèn pin siêu lớn và rộng. Ở đây thì có loa rất là lớn, loa nghe to, pin khủng và 22 camera. Như trên cái điện thoại này các bạn nhìn thấy là có hình một cái biểu tượng trò chơi bắn súng đấu kiếm đó, các bạn thấy biểu tượng của cái điện thoại của ngày hôm nay. Mình sẽ mở hàng ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái máy mà đựng trong bọc này, là máy mới 100% các bạn nha. Có một cái lỗ bên dưới, có tai nghe, có sạc của Kyocera. Đây là một dòng sản phẩm của điện thoại hãng chính hãng của Kyocera, nó là sản phẩm của máy Trung Quốc, nhưng mà cái hãng này nó rất là lớn và lâu đời rồi các bạn nha. Cái sản phẩm này các bạn nghe tên gọi của Kyocera thì nó rất là lâu rồi, nó phải được mười mấy năm rồi các bạn. Hãng này thì rất là lớn và diện tích công ty rất là quy mô. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn xem này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khe cắm móng tay vào, có nghĩa là mình để móng tay vào mình bậy nó lên và mình lấy được cái nắp lưng này ra. Đầu tiên thì nó sẽ có hai sim và một cái thẻ nhớ. Thẻ nhớ đây thì nó hỗ trợ được thẻ rất là lớn. Các bạn thì gắn bất kỳ một thẻ là vào, mình đang có cái thẻ 32GB mình cũng gắn thử xem được không. Và bên này thì nó có một cái hai khe cắm sim, sim 1 và sim 2. Cái máy này nó có một cái máy giống tương tự như vậy nhưng mà nó rẻ tiền hơn đó. Nó làm nhái cái con này, mình có quay video hôm bữa rồi, nó cũng tương tự thôi nhưng mà chất liệu nó làm không bằng nha. Bởi vì cái này nó là chất liệu nhựa trong, các bạn nhìn thấy nhựa trong xung quanh. Pin của nó ở đây thì nó là 2600mAh. Kyocera, một sản phẩm Kyocera thì cái thiết kế của nó, cái máy nào cũng vậy, cứng chắc và rất là bền luôn. Tuy là dòng các bạn nói dòng máy Trung Quốc nhưng mà phải nói cái máy này là điện thoại đọc pin khủng, cực kỳ cứng và chắc. Ở đây là game phone, các bạn nhìn thấy biểu tượng của nó, bên sau là cái vòng, nó thiết kế lịch sự và trông rất là đẳng cấp. Bốn cái góc này thì chúng ta sẽ có cái lỗ nhưng mà nó lại không xuyên qua được nha. Ở đây thì có xuyên qua được này các bạn này. Hai lỗ đầu, lỗ này cũng không qua được. Rồi vậy là nó chỉ có một cái để treo thôi, là cái góc này nha, là treo cái điện thoại lên. Máy này sẽ có pin, cục sạc, bật nguồn ở nút này, nút thứ hai. Hàng bên mình thì về rất là nhiều. Các bạn chỉ xếp đầy một cái bàn này luôn cũng không hết được hàng này nhá. Tại vì máy mới thì các bạn phải nguyên tắc nhập hàng trực tiếp là các bạn phải nhập được 1.000 cái, chứ một vài trăm cái người ta cũng không bán. Số lượng rẻ rất là nhiều và mình bán cái sản phẩm rất là rẻ để cho nó bán chạy hết cái mặt hàng này đi để còn chuyển sang bán hàng khác. Ở đây các bạn nhìn thấy là 84 game thì các bạn chơi không biết bao giờ mới hết game được. Ở đây thì nó có những trò chơi như kiểu là Mario, Rockman, Contra, nó nhiều, nói chung là tất cả những cái mà dòng game cũ cổ ngày xưa thì nó tái hiện hết ở đây. World Cup này, cho các bạn là thích chơi bóng đá đấy. Đây các bạn, mình sẽ sượt qua một cái, nhiều cái mình cũng không biết chơi á, các bạn phải tìm hiểu từ từ mới biết được. Tám mươi bốn trò chơi nha các bạn nha. Còn cái máy này thì nó có thể tải thêm trò chơi thì các bạn phải về tự nghiên cứu. Bên mình là tải sẵn cho các bạn là 84 game rồi, thì cái mức chơi game này cũng là tương đối nhiều ngày mới hết được. Nhưng mình là mình chỉ chơi một game mình cũng rất là thích, đó là game Contra. Thì cái game này thì rất là dễ chơi. Đây các bạn sẽ chọn bằng cách là bấm phím này, bấm phím bắt đầu này. Đây, ở đây là các bạn sẽ to nhỏ này, tăng này, tăng âm lặng này, nhỏ này, tăng hết cỡ này. Đây là cái loa ngoài của nó, nhìn hai cái giống nhau nha, nhưng mà nó thiết kế rất tinh tế này. Các bạn nhìn thấy không có lỗ này, cái này là có lỗ bên dưới đó. Ôi xịt rồi, ôi xịt,
thằng điên đến trong nó chết thì cả. À thôi rồi, được, được cái đạn này. Khó hiểu. Đó là một trò nha, các bạn muốn thoát trò chơi ra các bạn phải thoát từ từ, nó không thoát được ngay. Các bạn phải giữ nguyên cái phím này. Có chắc là có một cách khác để ra nhưng mà chắc mình sẽ làm cho anh cho nhanh nha. Là giữ nguyên cái phím trò chơi này thoát. Đó, các bạn sẽ chơi trò Mario cái thứ này, Rockman. Những trò rất là hay và cổ điển. Nhưng mà anh nào mà thời sinh năm 8 mấy này, 8X thì tầm chắc biết chơi mấy cái trò này. Tầm 85, 86 gì đấy thì các bạn sẽ biết chơi trò này. 90 thì còn những cái dòng mà 95, những các bạn mà 95 chắc là không biết. Đây là số điện thoại này, trạng thái bộ nhớ này là 500 số. Điện thoại nó lưu 500 số nha. Nhật ký cuộc gọi. Facebook. Trò chơi đa phương tiện này. Đa phương tiện là nghe âm thanh FM đó, FM không cần tai nghe nha, nghe rất là đã. Đây là cái thẻ nhớ này, các bạn sẽ thể đọc được thẻ 32GB. Đây các bạn sẽ nghe một vài bài hát. Mình sẽ thử cái loa nó cho bạn nghe. Nghe thấy âm thanh cực kỳ lớn, mình sẽ chuyển sang cái khác. Nghe em thì do là cái máy nó dài á, cái cần nó ke thì là các bạn nhìn thấy càng dài nó càng tốt, thì cái máy nó cũng thế. Hai chị em làm chung công việc hay sao? Cái máy thì nó cũng tương tự như thế. Thật sự như các bạn đây là chỗ bắt em thì nó sẽ kéo một cái dây rất là dài, nó bắt được sóng tốt. Tuy nhiên là cái dòng máy mà nó ngắn ngắn như này thì nó bắt em không thể nào bằng cái máy dài được. Năm mà chị ơi, 2 năm là nhiều rồi đó chứ. Trước đó thì mình làm việc gì? Trước đó em phụ bà chị không mà chị ơi. Đó, các bạn nhìn thấy cái em bắt rất là tốt. Cho biết. Bắt nhiều kênh mà không có rè một kênh nào luôn. Các bạn thấy nghe nó kinh khủng chưa? Trò chơi chống nhiễu gì đó, các bạn phải về tìm nha. Rung khi kết nối này, trả lời im lặng. Ứng dụng ngọn đuốc là đèn đó, mở. Các bạn nhìn thấy này, sáng kinh chưa? Rất là sáng. Cái này nó cái đèn nó là dấu trong, các bạn nếu mà buổi tối các bạn nhìn thấy nó sẽ là trong dọc cả cái máy này luôn, nó sẽ nhìn xuyên qua cái mấy cái nhựa này. Các bạn giữ phím không để tắt nó đi. Đây là bật FM, bật đèn SOS này. Tắt hẳn đi, các bạn giữ nguyên phím không tắt nha. Rồi mấy cái này chỉ có cái một vài cái ứng dụng thôi. Còn internet thì chắc là các bạn không cần thiết dùng 2G mà. Bạn nào gọi 900 này, các bạn nhìn cái số nó to bự. Có ghi âm của gọi, các bạn bấm vào đây để ghi âm nhé. Gạt xuống để ghi âm. Tăng giảm âm lượng một tiếng lên lùi xuống. Rồi bạn nào nếu mua hàng bên mình thì sẽ bán với cái giá sản phẩm rất là rẻ. Hiện tại mình đang bán là 630.000. Trên website, các bạn hãy vào website bên mình để xem cái mẫu của này
đã giảm giá ngày bao nhiêu, hôm nay là bao nhiêu tiền nhá. Còn hiện tại cái máy này bên mình thì cam kết các bạn là trong vòng 1 năm là không có hết hàng luôn. Bởi vì cái hàng mình sẽ bán liên tục, mình dập rất là nhiều. Ở đây thì các bạn xem website là alophone.vn. Số điện thoại là 0967590362. Và nào mà muốn mua về để bán cho bạn bè hoặc là mọi người thân hay gì đó, mình sẽ để giá rẻ cho khi các bạn mua 5 máy trở lên. Còn nếu bạn nào muốn mua 10 máy thì mình sẽ để giá sỉ, nhưng mà yêu cầu là bạn phải chuyển tiền trước. Thì cái đó là nguyên tắc của bán sỉ thì mình sẽ nói chuyện sau. Đây, bạn nào muốn mua một cái thì mình sẽ bán là 630.000 một cái của ngày hôm nay. Còn các bạn rẻ hơn thì các bạn sẽ chuẩn bị tiếp theo nha. Các bạn xem website bên mình là Alophone đấy, thì nó sẽ có giá giảm. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào lại video tiếp theo.